Kính chào quý khán giả đến với phóng sự VOV hôm nay. Thực hiện kế hoạch số 76 của Thành ủy Hà Nội về tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 17 năm 2007 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô đã liên tục thường xuyên tăng cường các hoạt động liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các hội viên Hội Phụ nữ toàn thành phố nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật. Bà Lý Thị Vượng, chi hội trưởng chi hội phụ nữ số 7, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội, rất tích cực trong việc tuyên truyền bằng miệng cho các hội viên. Để có kỹ năng này thuần thục, bà thường xuyên được hội phụ nữ cấp phường, cấp quận đào tạo, tập huấn. Qua những cái lớp tập huấn của quận thì cũng được biết là tuyên truyền miệng là tuyên truyền giữa người cán bộ của hội, của lòng cốt tuyên truyền cho chị em để chị em thấu hiểu được cái pháp luật hoặc là một cái tin gì mà mình cần truyền tải đến người dân hoặc là với chị em phụ nữ. Đây là buổi ra mắt câu lạc bộ phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật của phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai. Nhóm này là đội ngũ trực tiếp làm công tác tuyên truyền miệng các văn bản đến mọi người dân, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, đấu tranh tố giác tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Tất cả những cái văn bản mới nhất mà pháp luật đưa ra để cho nhân dân hiểu và biết được về những cái chủ trương, chính sách của Đảng và của Nhà nước để nhân dân coi như là thực hiện và làm theo. Thông qua cái việc truyền miệng qua các cái hội nghị cũng như là các cái chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật tại phường cũng như là tại địa bàn các tổ dân phố thì cái việc tuyên truyền miệng này sẽ khiến cho người dân cảm thấy gần gũi hơn với chính quyền và qua đó thì cái việc mà thực hiện các cái nhiệm vụ cũng như là thực hiện các cái nội dung, các cái triển khai các công việc của Ủy ban Nhân dân phường đến người dân thì sẽ được thuận lợi hơn và sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Còn đây là buổi tập huấn cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về luật bảo vệ môi trường và phân loại rác thải. Sau buổi tập huấn này, các kiến thức về phân loại rác sẽ được phổ biến sâu, rộng tới mỗi tổ dân phố, mỗi gia đình. Cán bộ viên phụ nữ thì là lực lượng chính trong việc phân loại rác thải, nên buổi truyền thông này có rất là có ý nghĩa đối với cán bộ viên phụ nữ toàn quận nói chung và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Văn chúng tôi nói riêng. Buổi truyền thông về hình ảnh thì chúng tôi được sao chụp vào não và có cái nhìn tổng quan về cái tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường. Khi mà chúng ta không được nhìn qua hình ảnh thì chúng ta thấy những cái việc làm của chúng ta hàng ngày rất là nhỏ. Nhưng qua buổi truyền thông này chúng tôi thấy là mỗi người chúng ta phải nâng cao cái ý thức hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường và phân loại rác thải. Trong những năm qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Nam Từ Liêm cũng chỉ đạo rất là nhiều các cái tổ chức, ví dụ về tuyên truyền miệng hoặc là tham gia thi sân khấu hóa, thi về bài viết. Qua đó thì chúng tôi cũng đã góp một phần không nhỏ với cộng đồng để công tác về tuyên truyền vệ sinh môi trường trong nhân dân. Chúng ta có rất là nhiều những cái cách thức về truyền thông, ví dụ như là truyền thông trực tiếp hay là truyền thông gián tiếp, truyền thông trực tuyến hay là truyền thông trực tiếp. Thế thì những cái buổi gọi là tập huấn hay là những cái buổi trao đổi chia sẻ chuyên gia như này thì nó rất tốt ở góc độ là mọi người được gặp nhau, mọi người được chia sẻ những cái kiến thức, được chia sẻ những cái kinh nghiệm và nó nhìn thấy cả cảm xúc nữa và mình có thể nhìn được xem là mọi người có những cái thắc mắc hay là mọi người có nắm được các thông tin hay không. Nó rất là tốt nếu như là chúng ta áp dụng, đặc biệt là đối với cả những cái nhóm nòng cốt, với cả những cái cán bộ nòng cốt, thì để cho mọi người thực sự cùng nhau hiểu, cùng nhau chia sẻ, để chúng ta từ cái việc hiểu đó thì chúng ta mới có thể hành động được. Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, những năm qua, lãnh đạo hội đã chỉ đạo các cấp hội phụ nữ nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thông qua việc tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức định kỳ 2 tháng một lần về kỹ năng tuyên truyền miệng, trình bày, diễn thuyết, tư vấn, truyền thông, thu thập thông tin. Bên cạnh đó, hội cũng tổ chức nhiều buổi tập huấn, hội thảo để chia sẻ các kinh nghiệm về công tác tuyên truyền pháp luật. Cũng theo Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, hiện thành phố có gần 3.400 tuyên truyền viên cơ sở cấp xã, phường, thị trấn, trong đó 50% có trình độ đại học và trên đại học. Đây là đội ngũ báo cáo viên có chất lượng của hội và giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tại địa phương. Tới đây chúng tôi xin phép khép lại phóng sự VOV hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.